chào các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy ha. Sau những rất nhiều những sản phẩm và rất nhiều khách hàng đang sử dụng cái sản phẩm bếp chiên của Điện Máy ha rồi, nhưng mà đặc biệt là có một số quý anh chị mà khi mua về cũng rất thắc mắc và cũng rất là khó trong quá trình lắp ráp một chiếc bếp chiên, lắp ráp những cái linh kiện ấy của một chiếc bếp chiên loại 6 lít này. Như trên hình em cũng vừa bóc mới ra một chiếc bếp chiên nhúng loại 6 lít, bếp chiên nhúng đa năng này đây. Thì chiếc này thì nói chung là nó quá thông dụng rồi và nó quá hữu ích rồi. Chúng ta cũng không nên bàn cãi quá nhiều về cái vấn đề chức năng hay là công dụng của nó nữa. Còn về sản phẩm nó đưa ra thì cũng đã được anh chị đều biết rồi, đã được thị trường đón nhận và tin tưởng trong nhất khoảng tầm gần chục năm trở lại đây trên thị trường toàn quốc Việt Nam. Về sản phẩm, về linh kiện đi kèm, đây như em chỉ nói là cái vung lắp vung này. Đây, chắc có thể là khó lắp nhất thì các anh chị là rất thắc mắc đó chính là cái phần cái giỏ này. Nhiều anh chị cũng không biết lắp như thế nào. Thì đây, nhân tiện là em vừa bóc một cái sản phẩm mới của Điện Máy Ha cung cấp cho thị trường nhiều năm trở lại đây rồi. Em sẽ lắp cho anh quý anh chị để anh chị cùng xem. Đối với chiếc giỏ đựng nguyên liệu, đựng thực phẩm như này, chị nhìn đây, nó có một cái tay cầm bằng nhựa này và một cái phần cài này. Cái cài này thường là sẽ để cài vào cái bên phía đối diện này chị nhá, nhìn chưa, khi em chưa lắp cái tay này đó, cái này để cài vào móc vào đây để khi chị muốn để nó ráo dầu ấy, sau khi thực phẩm đã chín rồi chúng ta để cài đây hoặc cài cao hơn chút nữa. Nếu chị cho nhiều dầu thì phải cho hẳn lên đến mức trên, ít dầu cho bên dưới thì cũng được để chúng ta làm cho nó ráo dầu. Còn lắp cái tay này thì thực ra thì nó khi chị nhìn một chút là nó dễ đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần khéo một chút là nhẹ nhàng nó vào được. Đây, chị cầm như em này, tay này đó nhá, cầm vào đầu ngón tay này, bóp chặt vào, móc một lời về, bóp vào đấy chị nhá, bóp vào này, bóp tay hai ngón tay bóp chặt mạnh và chặt vào. Nếu đàn ông rất dễ thôi, các chị thì cũng phải hơi nượng một chút tại vì các chị thể tay yếu hơn một chút đó, bóp vào này, nhìn này, tháo ra này đó, rất dễ dàng đó. Sau khi này, cho vào được quan một cái cổ trên rồi, các chị nhìn đây dưới này nhá, nó có hai cái vấu này, hai vấu này sẽ xỏ vào hai cái chân khuyết này nhá, chân này khuyết này thì chúng ta sẽ cho về này đó, nhìn chưa, trong một bên vào rồi, trong một bên còn lại chúng ta sẽ dùng ngón tay cái này đẩy này, đẩy này. Đó đó, nhìn chưa đấy, sau khi vào đúng vị trí nó tự nó sẽ cố định lại và nó sẽ bật xả ra và nó rất là chắc, không sợ nó tuột đâu, nhìn vậy thôi nhưng mà không tuột đâu nhé, vì nó đã vào đúng cái cá hoặc cái cựa của nó rồi thì nó sẽ không rơi rụng được đâu, yên tâm sử dụng. Thì đối với một cái này thì dùng có thể 2-3 năm không thể vách, không thể thủng được cái này đâu. Đó, khi đặt vào chị nhìn chưa, nhìn nó rất là gọn gàng, rất là tinh tế, nó không phải là những sản phẩm mà thủ công quá như kiểu là nhiều khi thị trường Việt Nam là gia công, nó rất là thô lỗ. Những sản phẩm này do nhà máy sản xuất hàng loạt, chính vì thế mà nó rất tinh tế và rất là gọn gàng như chị nhá, không quá sắc nhọn, rất dễ vệ sinh. Còn đối với những sản phẩm mà thủ công nhiều khi nhiều xưởng Việt Nam gia công thì nó rất sắc nhọn, những cái chi tiết này nó đầu inox nó thò ra nhiều quá nên nó chọc thủng tay rồi nó cấu vào những cái khăn mà mình không thể vệ sinh được. Nói chung là như vậy. Đó, nhìn chưa, làm ráp thành công rồi. Nói chung là anh chị chỉ cần để ý một chút xíu thôi là mình có thể hoàn toàn ráp được một chiếc này mà không mất quá nhiều công sức và không phải đi hỏi quá nhiều người. Đấy, thì cách sử dụng thì em đã hướng dẫn ở những video trước rồi, chị cứ xem ở cái video trước mà em đang dẫn chi tiết cách thức sử dụng cho cái bếp chiên này rồi, cái chuyên điện này rồi đấy. Thì quý chị cần tư vấn thêm hay là cần báo giá về sản phẩm này, quý chị vui lòng cứ liên hệ với số hotline của Điện Máy Ha ở trên màn hình để được Điện Máy Ha tư vấn cũng như là hỗ trợ quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị.